Xin chào mọi người đã đến với cơ sở tranh gỗ Đại Nghiệp. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em là đang có mặt ở tại Ba Vì. Hôm nay thì cơ sở bên em là đến bàn giao cho gia đình nhà anh Tuấn là một tấm tranh đồng quê. Vâng, một cái kích cỡ rất là khủng các bác nhé. Thì các bác có thể thấy thì không gian phòng khách nhà anh rất là rộng. Và tấm tranh này thì đang được cơ sở bên em là được anh Tuấn đặt của cơ sở bên em với kích thước là dài 2m74, cao 1m15 và dày 12 phân. Được làm từ chất liệu là gỗ gõ đỏ các bác nhé. Bóng đèn thì hơi lóa một chút để em tắt bóng đèn đi. Em sẽ quay chi tiết cho các bác ở cái tấm tranh ngày hôm nay nhé. Đó, đây. Đây là tổng thể tấm tranh mà cơ sở bên em là đến bàn giao cho gia đình nhà anh Tuấn. Với tổng kích thước phủ bì là cao 2m74, cao 1m15 và dày 12 phân nhé các bác. Thật ra là nhìn bên ngoài thì nó rất là đẹp ạ. Nhưng tuy nhiên là qua video nó sẽ hơi bị mờ một chút nên các bác sẽ nhìn nó không được rõ lắm các bác nhé. Nhìn bên ngoài nó đẹp lắm ạ. Tấm này thì cơ sở bên em làm gõ đỏ và hoàn thiện cái tông màu thì bọn em sẽ là hoàn thiện trần nhé các bác. Thì các bác có thể thấy là khi mà em đưa camera lại gần thì mọi người sẽ thấy thứ nhất là những cái đường nét đục tỉa, các cái chi tiết nó rất là đẹp đúng không ạ? Đó, đây các bác nhìn này. Thứ nhất thì với cái tích tranh này được anh Tuấn lựa chọn của cơ sở bên em là với cái tích tranh là cội nguồn quê hương, một cái dòng tranh về chủ đề quê hương, thì nó sẽ bao gồm những cái hình ảnh như cây đa giếng nước Sơn Đình này, cùng với đó sẽ là những cảnh sinh hoạt và lao động cực kỳ quen thuộc của người dân nơi đây đúng không các bác? Xuất hiện ở giữa và trung tâm của bức tranh thì mọi người có thể thấy là hình ảnh của cây đa rất là to. Thì với độ dày của ván lên đến hơn 12 phân thì các bác có thể hình dung là các cái chi tiết và đường nét nó được đục cực kỳ kênh bong như các bác. Đó, các bác nhìn này, rất là kênh bong. Kênh bong thì chính là những cái phần mà nó được đục tách biệt hẳn so với nền của tranh như này. Thì nó sẽ được gọi là đục kênh bong. Đây, ví dụ như này là đục kênh bong này các bác. Các bác có thể thấy là phần nền tranh này, tiếp tục là nền nữa này. Tức là nó sẽ được đục thành nhiều tầng lớp ấy, rất là đẹp. Bên cạnh thì chúng ta sẽ thấy là đây chính là sân đình này. Đó, trên sân đình thì sẽ có là thầy đồ là dạy các em nhỏ học này, các người bà là đang trông trẻ nhỏ đúng không các bác? Những cái mái đình như các bác này rất là đẹp. Bên cạnh thì chúng ta sẽ thấy những cái cảnh sinh hoạt bên cạnh giếng làng này, bên này là người dân đi cày và bên dưới thì lại sẽ là những cái hình ảnh lô đùa của các anh nhỏ rất là đẹp đúng không các bác? Đó, đây con trâu này, những cái biểu tượng mà có thể nói là rất là tiêu biểu của làng quê Việt Nam đúng không? Xa xa thì bên cái góc đường này thì các bác có thể thấy là một cái dòng sông cực kỳ là hiền hòa và yên bình ở đây đúng không ạ? Đó, bên này thì sẽ có cái hình ảnh của ông bà lão này và em nhỏ. Tiếp tục đi vào sâu bên trong thì chúng ta sẽ thấy là hình ảnh của những người đang chèo thuyền. Đây sẽ là những cái hoạt động giao thương ở đây đúng không các bác? Rất là đẹp. Đó, các bác nhìn này, bên này các bác có thể để ý là những cái em bé mà nhảy từ cầu xuống để tắm sông. Rất là đẹp nha các bác. Bên này thì sẽ là hình ảnh của một người phụ nữ này đang ngồi ở một cái chiếc cầu. Đây chắc là những cái hình ảnh mà em nghĩ là cực kỳ quen thuộc với thời xưa đúng không các bác? Cái hình ảnh của một người phụ nữ ngồi cầu để có vẻ như là giặt đúng không các bác? Rất là đẹp. Tiếp tục thì xa xa bên bằng góc này thì chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của những cái mái nhà. Đó. Bên trên thì sẽ có những bà mẹ là ôm những em nhỏ đây đúng không ạ? Bên này sẽ là có hình ảnh của một người đàn ông đang kéo vó. Rất là đẹp, một cái hình ảnh về làng quê cực kỳ là yên bình nha các bác. Bên này thì sẽ là hình ảnh của ông lão là đang ngồi câu cá này. Mời các bác cùng cơ sở bên em là sẽ ngắm lại cái tấm tranh này một lần nữa nhá. Thật ra thì nếu mà các bác ngồi trực tiếp ở đây các bác ngắm thì nó sẽ rất là đẹp nha các bác. Nhìn nó rõ. Còn qua video thì với hình ảnh màu sắc thì thứ nhất là nó sẽ hơi mờ và nó sẽ không chân thực như bên ngoài. Đấy, đấy là cái này đảm bảo với các bác là nhìn bên ngoài nó rất là đẹp. Đó, các bác nhìn này. Đó. Thì mọi thông tin chi tiết về sản phẩm thì mọi người có thể liên hệ giúp em trực tiếp qua số hotline 0837 39 37 hoặc có thể về trực tiếp cơ sở bên em có địa chỉ tại số 47 và 54 ở thuộc làng nghề Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội để được thăm ngắm sản phẩm trực tiếp nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đón xem video của cơ sở bên em. Xin cảm ơn ạ.